Hello, xin chào cả nhà. Hoa Kiển Phần Thi tư vấn nhiệt tình phục vụ hết mình. Cả nhà ơi, hôm nay em giao một cái dự án cao sẵn giới thiệu cho cả nhà xem các mặt hàng cao luôn nha cả nhà. Rồi, chúng ta hãy tiến vào coi trước màn hình chúng ta. Đây là cái cao đuôi chồn nha cả nhà. Đó, cái lá của nó như một đuôi con chồn. Trong dự án hàng này lóng dao động từ 70-80 cm cho đến 1 m luôn nha cả nhà. Ngoài ra còn có những kích cỡ khác lóng 1 m, 1 m 2, 2 m, 2 m rưỡi. Phần lóng là phần nào cả nhà? Phần lóng là phần ở dưới cho di chuyển cho đến đây nè cả nhà. Đó, cho thậm chí là đến đây luôn. Đó, hình thành những cái lóng như thế này rất là lâu năm nó mới có thể đo những kích thước lóng như thế này. Đối với lóng từ 70-80 cm thì kích thước tổng chiều dài của cái cây có thể lên đến là 4 m, 4 m ngoài nha cả nhà. Đó, thậm chí là nó rất là cao luôn nè. Nè cả nhà có thể thấy là rất là cao to luôn nha. Đó, phát triển rất là tốt luôn. Bên em cung cấp tất cả những mặt hàng về cao đuôi chồn, cao vua, cao hương, cao bụng trắng, cao ăn trầu. Rồi chúng ta cùng nhìn xem cái bộ rễ của nó như thế nào nha cả nhà. Đó, hàng này là hàng giam ủ. Hàng giam ủ là hàng như thế nào? Hàng giam ủ là hàng bứng ra bãi, sau mình dưỡng khỏe, chăm sóc tốt, ra những bộ rễ, ra những cái lá rất là xanh và giao đến tay cả nhà. Và khi mình trồng xuống nha cả nhà là nó sẽ phát triển rất là tốt luôn, là bao sống bao khỏe cho mình luôn nha cả nhà ơi. Công đoạn này là công đoạn bắt đầu mình bó lại cho những cái tàu lá nó thẳng tắp ha, để chúng ta hạn chế sự va đập để bảo quản cây tốt nhất. Và cũng rất thuận tiện khi mình đem lên xe mình chất, nó sẽ bảo quản được cây cũng như là ngay hàng hãng lối, dễ vận chuyển luôn nha cả nhà. Đó, mình bó giống như một cây bút ha. Đó, mình dễ vận chuyển như thế này rồi là thân cây sẽ rất chắc chắn, là rất là khỏe luôn nha cả nhà. Đây nè, đó, lá của nó giống như là cái đuôi con chồn, rất là thơ, rất là mỏng luôn nha cả nhà. Đó, đây đây quý anh chị ơi, cây cao đuôi chồn nha. Ngoài cao đuôi chồn này ra thì chúng em còn có cao hương, cao ăn trầu, cao vua, cao bụng trắng. Đó, và rất là nhiều size cỡ khác nhau cho quý anh chị có thể lựa chọn luôn nha. Đó quý anh chị ơi, hiện tại là chúng em đang nhổ những cái cây cao cao đuôi chồn lên nha quý anh chị. Đây, bên cạnh đây đây là cây cao ăn trầu đây quý anh chị. Quý anh chị có thể thấy không? Giống như một vườn cao ăn trầu ha. Đó, lóng, cái lóng của nó xanh xanh và nó sẽ dài hơn là cái cây cao hương. Đó. Và nó có buồn luôn nha quý anh chị. Đây. Hàng giam ủ nhưng mà nó vẫn phát triển được bình thường. Đó, quý chị cứ yên tâm, những hàng này về là đảm bảo là trồng xuống là tuyệt vời. Đó, đây như cái buồng nè quý chị thấy không? Đó, hết buồng này tới buồng kia, hết buồng này tới buồng kia, và là những cái cây này đang phát triển rất là tốt nha quý chị. Đó cả nhà ơi, cả nhà, ngoài ra thì bên em còn cung cấp rất là nhiều các loại cao khác, ví dụ như là cao bụng trắng, cao hương, cao ăn trầu, cao tứ quý, cao vua, cao Đài Loan, cao đỏ. À, và cao vàng luôn nha cả nhà ơi. Có rất là nhiều mặt hàng, rất là nhiều size cỡ. Quý anh chị cần cao 7-8 m cũng có luôn. Và cây con khoảng tầm là 2 gang tay, 1 gang tay cũng có luôn nha cả nhà. Đó, bên em cung cấp đủ loại cho cả nhà, rất là dễ lựa chọn, cũng như là cả nhà mình thích loại nhỏ mình mua loại nhỏ, thích lớn mua lớn. Đó, cả nhà mình cần mua về trang trí sân vườn, villa, biệt thự, những cái công viên, xí nghiệp, nhà máy nè, hoặc là những cái ven sông, ven đường hay là giải phân cách đó, thì cả nhà mình cần bao nhiêu hoặc là đường kính như thế nào, kích thước như thế nào thì cả nhà cứ liên hệ với em, bên em sẽ hỗ trợ cả nhà hết mình luôn nha. Đó, đây cho màn hình quý anh chị, tiếp theo đây là cái cao vua đây quý anh chị ơi. Cao vua là loại cao to nhất và nó có cái hoành gốc của nó rất là to nha quý anh chị. Và nó cây này là cái cây dạng dạng nhỏ thôi nha quý anh chị, nhỏ mà nó đã to bằng muốn bằng với lại cái cây cao ăn trầu hay là cao đuôi chồn rồi. Còn khi mà nó to lên, em nói quý anh chị là em một mình quý anh chị ơi không thể nào giáp được cái gốc của nó. Nó tất cả hàng đều là giam ủ tại làng hoa Sa Đéc luôn nha quý anh chị. Đó, quý anh chị thấy không, cây hiện tại cao vuốt lá tính từ ngọn lá và tới bầu thân luôn là nó cao tầm khoảng chừng 4-5 m luôn quý anh chị. Đó, hàng này quý anh chị già là quý anh chị cứ yên tâm, trồng xuống là sống 100% đều sống hết luôn nha quý anh chị. Tại vì những cái hàng này tụi em đã giam ủ và nó đang phát triển rất là tốt ở dưới bộ rễ của nó rồi. Đó, quý anh chị thấy không? Đây vàng cao vua nha quý anh chị. Đây, tiếp theo em sẽ quay cho quý anh chị xem cái cây loại là cao hương. Tại sao gọi là cao hương? Khi mà nó ra hoa rồi em nói quý anh chị là nó rất là thơm luôn quý anh chị ơi. Đây, loại là cao hương nè quý anh chị. Đặc biệt cái cây cao hương này nó sẽ không cao bằng như là cái cao ăn trầu nha quý anh chị. Lóng của nó rất là nhỏ và nó có cái buồng hoa rất là thơm. Đó. Đây là cao ăn trầu. Ủa, đây là cao hương nè quý anh chị. Đó, đang phát triển rất là tốt, tất cả hàng đều là giam ủ hết. Những cái cây công trình lớn như là Osaka vàng, Osaka đỏ, phượng vĩ, giáng hương, bàng đài loan, liêm sẹt thì đều là giam ủ hết nha quý chị. Đó, về là chỉ cần là trồng xuống là sống thôi. Đó quý chị thấy không?
Đấy cả nhà ơi, cả nhà mình có nhu cầu mua loại cao nào cứ liên hệ đến Hoa Kỹ Hùng Thi, chúng em tư vấn nhiệt tình, phục vụ hết mình nha. Và bây giờ em xin tạm dừng cái clip tại đây. Chúc cả nhà có một ngày, một năm thật là vui vẻ, luôn luôn thành công trong cuộc sống và luôn luôn gặp nhiều may mắn nha.